Cuộc đời giá trị xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng đón xem và đừng quên chia sẻ quý vị nhé. 5 điểm hấp dẫn của đàn bà 40 khiến đàn ông mê mệt. Thứ nhất, hiểu đời, hiểu người. Dường như đàn bà ở tuổi 40 đều hiểu bản thân có gì, muốn gì và thích gì nhất. Bởi vì đây là thời điểm sự nghiệp của họ đã dần ổn định, họ đã qua đi cái thời kỳ tất bật chuyện nhà cửa, con mọn. Hơn thế nữa, họ còn từng trải nên đàn bà ở tuổi này có thời gian nhìn lại và có cơ hội để phấn đấu. Họ không cần thiết phải ồn ào, cứ lặng lẽ thể hiện để tích lũy những kinh nghiệm sống, những phẩm chất tốt cho riêng mình. Đàn bà U40 luôn đẹp mặn mà, không còn sự trẻ trung, nhưng thay vào đó là đằm thắm. Kiểu phụ nữ này như thứ mật ngọt khiến đàn ông nếm một lần là say mê mãi. Thứ hai, nắm bắt được tâm lý đàn ông. Đàn ông tuổi trung niên thường chín chắn và trưởng thành hơn, họ sống thực tế hơn, ít lãng mạn và bắt đầu rơi vào khủng hoảng vì thấy cuộc sống tẻ nhạt. Họ mải theo đuổi hoài bão của riêng mình để đạt được những mục tiêu và vươn tới thành công, có địa vị xã hội. Và đặc trưng của đàn ông tuổi trung niên là họ chỉ muốn thêm, chứ không bao giờ muốn bớt đi cả về tiền tài, sự nghiệp lẫn tình cảm. Ở độ tuổi không còn trẻ và mơ mộng như hồi đôi mươi, đàn ông trung niên có cách nhìn nhận khác về người phụ nữ. Đàn ông tầm tuổi trung niên thường muốn tập trung vào sự nghiệp nên cần một người phụ nữ biết chăm sóc, biết lắng nghe và quan tâm. Họ không thích những người nhõng nhẽo hay chỉ biết cằn nhằn. Những lúc họ đau ốm, mệt mỏi, người phụ nữ sẵn sàng chăm sóc. Bên cạnh đó, đàn ông trung niên cần phụ nữ phải thấu hiểu, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, nói hết tâm tư để họ cảm thấy mình được tin tưởng và quan trọng. Phụ nữ đẹp bề ngoài chưa đủ mà cần phải đẹp về nội tâm. Đã qua rồi thời kỳ đàn ông thích người con gái chỉ biết phấn son, ganh đua. Họ cần một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu, đối nhân xử thế tốt với bạn bè, gia đình, người thân xung quanh họ. Phụ nữ càng khéo léo tinh tế bao nhiêu, càng níu giữ chân đàn ông bấy nhiêu. Đa phần, đàn bà U40 đều đã có chồng, nên họ hiểu rõ đàn ông muốn gì và cần gì. Phụ nữ ở giai đoạn này thường nắm bắt rõ tâm lý và nhu cầu tình cảm của nam giới. Vì thế, họ có thể nhanh chóng đánh giá một người đàn ông và phát triển mối quan hệ đó một cách tốt đẹp nhất. Thứ ba, sự từng trải. Phụ nữ tuổi trung niên có khí chất hơn hẳn những cô nàng mới đôi mươi hay ba mươi. Người phụ nữ khí chất và có phong thái đỉnh cao không chỉ dựa vào son phấn hay quần áo bên ngoài. Sự khí chất được thể hiện ở cách đối nhân xử thế với mọi người. Muốn có cách cư xử khéo léo, bạn phải có sự từng trải và kinh nghiệm sống. Không ai sinh ra đã khéo léo mà phải trải qua quá trình mài giũa, trải nghiệm nhiều. Người đàn bà trung niên luôn có cách hành xử khác với cô nàng đôi mươi non nớt. Họ biết làm thế nào để không gây tổn thương hay hạ thấp danh dự của người khác. Bởi lẽ đã trải qua nhiều đắng cay, họ biết được những hành động và lời nói của mình vô cùng quan trọng. Chỉ cần một lời nói vu vơ, vô ý cũng có thể khiến người khác tổn thương nghiêm trọng. Thế nên họ sẽ vô cùng cẩn trọng trong chuyện ăn nói. Đàn bà tuổi này thường đã trải qua vô vàn sóng gió. Vì thế họ có nhiều kinh nghiệm sống. Họ không còn bồng bột, không còn nhõng nhẽo. Họ ít than thở chuyện buồn. Họ chỉ tâm sự như một cách để sẻ chia, chứ không phải bi lụy. Họ biết cách vượt qua nỗi buồn cũng như tạo niềm vui cho bản thân. Họ đẹp kiều diễm như một đóa hồng. Và chính những bài học, niềm đau, những lần vấp ngã trong cuộc sống đã tạo nên cho họ sự gai góc, kiên cường, mạnh mẽ, vô cùng khí chất. Lúc này mọi người nhìn vào họ không phải trong tâm thế dè dặt sợ hãi, mà trong tâm thế của một kẻ ngưỡng mộ. Thứ tư, ngoại hình đằm thắm. Cơ thể của những người phụ nữ 40 không thon thả chuẩn chỉ đến từng mm như những cô gái xuân xanh, cũng không thiếu sức sống như người trung niên. Họ mang dáng dấp đầy đặn, căng tràn sức sống. Phụ nữ ở tầm tuổi này thường sở hữu một hàng lông mày thanh nhưng đậm, đôi môi hồng luôn mỉm cười từ tốn. Các đường nét trên khuôn mặt họ hài hòa và toát lên một loại khí chất quý phái khó tả. Dù là ánh mắt dịu dàng, thâm tình hay mạnh mẽ nóng bỏng như tia lửa cũng làm cho cánh mày râu chết mê chết mệt. Thứ năm, giỏi việc nước,
đảm việc nhà. Trải qua một thời thanh xuân sóng gió với việc trau dồi kiến thức, xây dựng sự nghiệp, học chuyện bếp núc, đối nhân xử thế, thì giờ đã đến lúc họ hưởng trái ngọt. Đàn bà tuổi 40 bây giờ không những có trí thức, công việc ổn định mà họ còn luôn chu toàn công việc nội trợ. Họ biết từ cân bằng giữa đời sống tinh thần, xã hội và gia đình mình. Điều này chưa chắc đàn ông có thể làm được. Phụ nữ đến tuổi 40, bao nhiêu sự đời dường như đều đã trải qua. Có những chuyện ôm giữ cực khư bên mình cũng chẳng phải điều tốt. Ai cũng hiểu rằng việc buông bỏ là điều cần thiết trong cuộc đời của mỗi con người. Đặc biệt là phụ nữ, khi bước qua tuổi 40 rồi, thanh xuân cũng đã trôi qua, nhất định phải hiểu được những điều này nhé. Thứ nhất, bỏ ngoài tai những lời nói mang tính đánh giá, soi xét, đừng quan tâm đến thái độ người khác nói về bạn như thế nào. Đó là điều bạn nên làm để cuộc sống của bạn thoải mái và an yên hơn. Bạn nên nhớ rằng, ở độ tuổi này, bạn không còn nhỏ để cứ sống vì người khác. Ở độ tuổi 40, bạn nên biết học cách không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Khi đó, lòng bạn mới thật sự thanh thản. Không quan tâm không có nghĩa là sống ích kỷ, mà là để bớt sân si, bớt buồn phiền. Thứ hai, phụ nữ, bạn có quyền ích kỷ, có quyền yêu mình nhất và không bao giờ chấp nhận hy sinh vì bất cứ một người đàn ông nào. Bởi lẽ rằng hôm nay bạn dốc lòng vì đối phương, nhưng chắc gì hôm sau họ vẫn một lòng một dạ với bạn. Thứ ba, sống cho bản thân mình nhiều hơn. Hãy dành thời gian đọc những cuốn sách bạn yêu thích, làm những công việc bạn thích. Hãy tự thưởng cho mình thời gian để chăm sóc bản thân, làm đẹp, vui vẻ bên bạn bè mà trước đây thời gian ấy chỉ dành cho công việc, chồng con. Hãy đi du lịch đến những nơi mà bạn muốn và dự định từ lâu mà chưa thực hiện được. Thứ tư, đừng căm ghét một người đàn bà vì người đàn ông của bạn ngoại tình, qua lại không trong sáng với họ. Nếu có trách, hãy trách người đàn ông của bạn đã cho cô ấy cơ hội chen chân vào mối quan hệ của cả hai. Thứ năm, đàn ông dù ngày cũ đã yêu thương, chiều chuộng bạn đến mấy, thì nếu một ngày anh ta thay lòng, bạn hãy nhanh chóng quên sạch sẽ những thứ đã có cùng nhau mà thôi. Bởi nếu yêu thương thật lòng, đàn ông không nhẫn tâm bắt người mình thương buồn đau rơi nước mắt, càng không bắt bạn phải chịu cảnh dùng chung đàn ông với người phụ nữ khác. Thứ sáu, ăn uống là niềm vui, vậy nên đừng vì người khác chê béo mà bạn không dám ăn những thứ mình thích. Người đời nói những lời cay nghiệt xong là quên ngay, chỉ riêng chúng ta lại canh cánh trong lòng mà tổn thương mình mà thôi. Thứ bảy, hãy chấp nhận những gì mình đang có. Cuộc sống chỉ thực sự hạnh phúc khi bạn biết đủ, không cần mưu cầu xa xôi. Chấp nhận những thứ mình đang có là điều quan trọng nhất để có một cuộc sống thoải mái. Con người vốn dĩ có thể tham lam và cầu toàn, vì vậy có người cả cuộc đời này chỉ chạy theo vật chất để rồi vướng phải thị phi. Hãy tập cách hài lòng với cuộc sống, vì khi bạn đạt được đỉnh cao của điều gì đó sẽ phải đánh đổi khá nhiều, kể cả lòng tự tôn của chính mình. Là phụ nữ, hãy học cách chấp nhận hiện tại, đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng tham lam để rồi hối tiếc. Thứ 8, phụ nữ muốn có được hạnh phúc thì nhất định phải biết thế nào là đủ. Nếu tình yêu đủ sâu đậm thì giữ, còn nếu đã đủ buồn đau khốn khó thì hãy buông tay. Thanh xuân là hữu hạn, vì vậy đừng vì một người đàn ông không xứng đáng mà phí phạm nó. Thứ 9, phụ nữ luôn xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc. Trước khi muốn người khác yêu thương mình, bạn hãy học cách yêu thương lấy chính mình, trân trọng bản thân mình. Trong cuộc sống này, không ai là hoàn hảo. Bạn có thể mắc những sai lầm trong quá khứ. Đó cũng là những điều giúp bạn trưởng thành hơn ở hiện tại. Thay vì cố oán trách và dằn vặt, bạn hãy học cách tha thứ cho bản thân mình. Hãy chấp nhận con người đầy lầm lỗi của mình, rồi cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Sống là phải biết hướng đến tương lai, đừng mãi hoài niệm quá khứ đau buồn. Hãy tha thứ cho bản thân và sống thật an yên, nhẹ nhàng. Thứ 10, chung thủy cần sự tự giác, không cần nhắc nhở, cũng chẳng cần phải đe dọa. Nếu đã ăn nằm với người phụ nữ khác, đã dành những lời yêu thương cho người khác, thì bạn còn tiếc nuối gì nữa
mà chưa đá phăng anh ta ra khỏi cuộc đời mình. Mỗi người ai cũng có những khuất mắt, lòng đố kỵ, sự hận thù mà bản thân khó thoát ra được. Chính vì những điều ấy càng làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên mệt mỏi hơn. Hãy gạt đi tất cả những đố kỵ, ganh ghét, sự hận thù để được thanh thản, sống vui khỏe là lối thoát mới để cuộc sống trở nên hạnh phúc. Thứ 11. Đừng quá quan trọng sự hiện diện của đàn ông trong cuộc đời của mình. Phụ nữ có thể ly hôn, có thể sống một mình, có thể là mẹ đơn thân, nhưng đừng bi lụy níu kéo kẻ phụ tình, mặc vợ con đau thương mà lên giường với đàn bà khác.